chào các bạn đến với nhà đẹp Canxi 2X. Ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một mẫu nhà cấp 4 rất là rẻ, rất là đẹp, xây dựng tại Vũng Tàu. Thì đây là một ngôi nhà của chị vừa cất xong. Các bạn có thể ngắm qua bên ngoài của công trình. Bây giờ ta sẽ bước đi vào. Ngôi nhà được sơn màu trắng. Cửa này là cửa sắt. Đấy, trần thạch cao rất là đẹp. Màu sơn đây là màu sơn theo màu của con gái. Đây ta thấy là phòng khách rất là đẹp. Không đẹp gì à? Trần thạch cao đẹp. Đẹp đấy. Dạ. Cái này là bằng gạch. Toàn bộ là ốp gạch chân tường, cao 1m2. Ta bước vào phòng bếp. Nhà này có một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng vệ sinh. Cửa đây là cửa nhựa nên là rất là rẻ. Một ngôi nhà có chi phí là 350 triệu. Rất là rẻ. Đây phòng ngủ đây. Ta sẽ ngắm qua cái phòng khách một lần nữa. Một ngôi nhà cấp 4 rất là đơn giản. Sơn màu rất nổi bật. Hay là sao? Ngôi nhà có diện tích trong nhà là 80m2. Sử dụng hệ xà gồ. Tôn giả ngói các bạn nhé. Ta cũng đi xa để ngắm nhìn ngôi nhà. Đây là một mẫu nhà để các bạn tham khảo với chi phí rất là rẻ. Được xây dựng tại Vũng Tàu với giá là 350 triệu. Nếu anh chị nào có nhu cầu thiết kế thì hãy liên hệ với 2X để được tư vấn và thiết kế những ngôi nhà cấp 4 rẻ và đẹp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.